ăn ba hộp. Ai nói? Chú nói. Chú nào? Chú kêu bán cá. Thiệt không? Thiệt. Ừ. Bây giờ con nguyên cái đống này thế nào sao mà vô đó mà dọn đây? Cha dọn đi. Để con dọn. Bây giờ con dọn. Rồi bỏ cái đó. Lên cái xe kìa. Con xem. Không. Không. Ừ, hả? Nhưng mà phải lấy nước. Nước để mình trà. Vô dọn. Bao tay gì? Rồi xin mẹ bao tay đi. Không có. Lỡ có nhận đọc. Không có. Mình là người đàn ông mà sợ gì? Cha không máu phụ con. Cha hỗ trợ con mà. Đâu làm thử coi. Nè, nhìn cha nè, rồi phụ cha nè, bỏ tay xuống. Vô đây. Dạ, anh không kìa. Không. Con đừng sợ. Cha nè, hai cha con mình hỗ trợ nhau nè. Cha làm với phụ con. Nè, nè, cha dọn nè, cha dọn bằng nhện nè, con thấy không? Cha có làm nhặt mấy cái lá luôn. Đây, đây. Đúng không? Cái lụm nữa. Nè, nè hai cha con mình cùng nhau lụm lại. Ôi giời. Nè, lụm lá lên mũi quá trời. Nè, thấy không? Cha làm được mà đúng không? Cha làm nữa. Nè, cha nè. Ấy. Hai cái lá lên. Ôi giời. Bắt quả quá. Hai cha con dọn hồ cá bắt quả quá. Cha làm
Đây để gì để dọn dọn mình. Con thấy cái hồ này có dơ không? Dơ. Dơ sao cá nó sống? Rửa. Rửa hả? Bữa được không? Lấy đồ mình rửa cái bỏ nước vô lấy đồ chà chà. Cha thấy cái này làm không được á. Theo ý còn sao? Nghiên cứu đi. Lấy nước rửa. Không không, bây giờ dọn xong như dùng biện pháp nào mới được kìa. Con phải đưa biện pháp chứ. Lấy nước. Nhưng mà trước khi phải sạch đi có nước chứ, con phụ cha rửa đi. Cha đâu rửa đâu. Con chẳng là. Con làm. Cha bỏ này ra đi, con mới làm được. Rồi, ok. Không dây đèn năm Noel năm rồi nha. Noel năm rồi mình để con nè. Đấy. Còn dây đèn nè, dây đèn Noel nè. Con mở được không? Không, hư rồi. Ngày mai cho mua khác nha, chừng nào cho mua khác. Noel nha. Mua. Chứ giờ chứ Noel mua làm gì? Cha. Sao? Giờ cái này lên. Không, để nó đi. Che lá mà. Cái này cái mặn nó gớt lá xuống mà. Không, gớt á, gớt lắm á. Gớt, để cha con mình đó. Đó gớt đấy, gớt. Không được. Cha, rồi rồi. Con ngồi xuống y cũ. Sao con mang dép da? Con mang dép da. Làm mặc quần của cha. À, nãy cho mất con. Ủa sao con mặc quần của cha? Ông cha này lớn rồi, mặc quần của cha được rồi. Bây giờ thì cha dọn phụ con nha. Rồi, hai cha con mình phụ nhau làm nha. Cha làm cái đồ kê để đâu đi? Cái gì? Đồ kê. Thôi khỏi. Giờ cái hồ nước cha dọn xong rồi. Con đi dọn xong rồi. Con đi kéo ống nước đi. Nha. Giờ nước xong rồi đó. Nước chảy rỉ rả nè. Biết thả không? Thả làm sao? Thả vậy đó hả? Đơn giản không? Ơi ấy còn. Cho cá ăn luôn hả? Mới thả vô nó chưa biết cái gì bảo cho nó ăn luôn à? Tối nay 8 giờ cho nó ăn. Mũi cắn nè. Biết rồi, gãi nè, mình mấy nè. Ui giời ơi. Tối mới cho ăn được. Con bỏ túi đi. Bỏ tài sản con mua mà. Ấy đừng bỏ túi quần của cha nha. Con đang mặc quần của cha mà. Ờ. Các bạn ạ, con tôi cho tiền đi học, không đi học, không ăn đi học mà đi mua cá về nuôi. Xin tôi hai ba bữa nay rồi, nhưng không cho. Nhưng mà cuối cùng, tôi học trò lén lút mua về. Bây giờ tôi phải đi giúp nó, để cho nhiều con cá lội chúng ta các bạn. Con cá cá nhỏ xíu, đó. Hai ba con lội đó. Những con cá nhỏ 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 nè. Các bạn thấy không? Mày vô tắm cho mày biết nữa không? Cha cho con. Chỗ tao đâu con chạy nha. Mũi cắn. Đang ngồi gãi. Chia sẻ với anh em là Phan Hoàng TV và con mình nuôi những con cá, những con cá giải trí, những con cá cảnh.
các bạn xem clip thấy hay nhớ đăng ký kênh để xem thêm được những video mà của cha con Phong Hoàng TV chia sẻ nhé. Tuy rằng không hay nhưng mà một phần nào góp cho các bạn được hiểu được cuộc sống bình thường như thế nào. Nhớ thấy hay xin một like và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video nha. Ngồi đây mũi cắn quá.